Trong đó, đối tượng cầm đầu có biệt danh siêu nhân đã khai nhận hành vi tội ác cùng đồng bọn. Điều đáng nói, trước đó gã này đã bị công an cầm nhưng chỉ bị xử phạt hành chính vì hành vi chưa đủ chịu bổn phận hình sự. Công an đưa sang đi khám xét nơi ở và khám xét nơi ở của nhân tại huyện Hóc Môn. Những hành vi manh động. Đến thời điểm này, các đối tượng đã bị cầm gồm Quách Chinh Nhân tự siêu nhân, 1972, ngụ làng Mạc Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Bùi Văn Vinh tự Râu Anh, 1987, thông tin. Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Dương Thị Sang tự Gái Giọng, 1965, quê quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Đỗ Thị Hạnh 1942, quê Hải Phòng, và Trần Văn Điệp 1983, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Theo công an quận Thủ Đức, các đối tượng trên liên quan đến băng ăn trộm hành khách đi xe buýt trước khu du lịch Suối Tiên mà báo chí phản ánh trong thời gian qua. Trong đó, nhân siêu nhân có vai trò cầm đầu, đã có tiền án, tiền sự, Tiên Điệp bị cầm để điều tra vì liên quan đến việc tiếp tay tiêu thụ tài sản do các đối tượng ăn trộm của người dân. Đại diện đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức cho biết, sau khi mạng làng mạc hội và báo chí đưa tin về băng ăn trộm trước khu du lịch Suối Tiên thì các đối tượng giải tán, bỏ trốn ở nhiều địa phương nên việc truy cầm gặp rất nhiều khó khăn. Trinh sát đã chia làm nhiều mũi để đến huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và nhiều nơi khác cầm giữ các đối tượng. Các đối tượng trong băng nhóm. Bước đầu điều tra, nhóm này đã khai nhận hành vi dàn cảnh ăn trộm hành khách từ nhiều tháng nay trước cổng khu du lịch Suối Tiên do nhân siêu nhân cầm đầu. Chúng lợi dụng cộng đồng để tiếp cận hành khách khi lên xe buýt rồi trà trộn, chen lấn, xô đẩy để ăn trộm. Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng lập cặp truyền tay nhau để nạn nhân không định hướng được tài sản của mình do người nào lấy trộm. Sau đó, tài sản được giao cho Hạnh sống lang thang, bán nước dạo tại khu vực bến xe buýt từ nhiều năm nay, cất giữ. Mỗi ngày, nhân siêu nhân gọi điện cho đồng bọn rồi đón xe buýt từ nơi ở tại làng Mạc Bà Điểm, huyện Hóc Môn đến khu vực trước khu du lịch Suối Tiên để cùng gặp đồng bọn. Sau khi tụ tập khoảng 20 tên, trong đó có nhiều đối tượng là bạn bè ruột, chúng đeo khẩu trang che bí mật mặt rồi ngồi trong quán nước vỉa hè của Hạnh cùng bàn bạc, chờ cơ hội. Vào những buổi chiều, khi nhiều khách chơi trong khu du lịch Suối Tiên ra về bằng xe buýt, chúng tập trung ở bến xe giả làm hành khách rồi chen lấn, xô đẩy để tạo điều kiện cho đồng bọn ăn trộm. Số tài sản chúng chiếm đoạt kém cỏi là điện thoại, ví tiền và nữ trang bằng vàng. Gặp trường hợp nạn nhân phát hiện chống cự, lập tức những tên còn lại dây quanh bày binh bố trận phân bua đủ điều để tên đồng bọn kịp thời giãn ra khiến nạn nhân khó có thể nhìn theo kẻ vừa ăn trộm mình để nhờ người đi đường hỗ trợ. Trong trường hợp nếu nạn nhân nào có thái độ chống cự, lập tức nhân siêu nhân ra lệnh cho đồng bọn sử dụng cầm đấm khiến bị hại phải khiếp sợ. Gã đồng tính cầm đầu. Một điều tra viên cho biết, băng này phần lớn có tiền án, tiền sự nên chúng rất ma mảnh, lợm, luôn tìm cách đối phó khi cán bộ lấy lời khai. Bước đầu nhân siêu nhân và đồng bọn thế hệ chỉ khai thực hiện 3 vụ ăn trộm gần đây tại khu vực trạm xe buýt nói trên. Cụ thể, khoảng 15 giờ chiều 29 tháng 9 năm 2019, Dương Thị Sang đón xe buýt từ ngã tư An Sương đến trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên để gặp đồng bọn cùng ăn hàng. Sau khi gặp Bùi Văn Hiển 1990, ngụ thông tin, Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy chuẩn bị bước lên xe buýt thì Sang vòng qua trước mặt cản đường, tạo điều kiện cho Hiển ở phía sau mở dây kéo băng chị Thúy đeo trên lưng lấy trộm một điện thoại di động và một laptop. Một ngày sau, khoảng 16 giờ, nhân siêu nhân đến trạm xe buýt cùng đồng bọn dàn cảnh để móc băng của chị Trương Thị Mỹ Hường 2000, quê Ninh Thuận, lấy một điện thoại di động hiệu Vivo. Gần đây nhất, lúc 11 giờ trưa 19 tháng 10, nhân siêu nhân và đồng bọn dàn cảnh trước trạm xe buýt ăn trộm lấy một điện thoại di động của một nam thanh niên. Nhưng bị nạn nhân phát hiện, nên khi siêu nhân vừa truyền tay đưa cho Phương cất giữ thì bị nạn nhân chạy theo lấy lại. Quách Chinh Nhân. Ngoài 3 vụ ăn trộm tài sản trên, nhân siêu nhân và đồng bọn còn khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ ăn trộm chiếm đoạt tài sản khác tại trạm xe buýt đối diện khu du lịch Suối Tiên, nhưng chúng không nhớ rõ ràng ngày giờ gây án.
toàn bộ số tài sản chiếm đoạt nhóm tội phạm này đem bán lấy tiền chia nhau. Mỗi khi muốn có tiền thì lập tức nhân siêu nhân dùng điện thoại huy động đồng bọn từ các nơi đón xe buýt về tụ tập tại trạm xe buýt cùng nhau dàn cảnh ăn hàng. Tại cơ quan công an, Thiều Văn Điệp khai đôi lúc có mua điện thoại của các đối tượng để bán lại kiếm lời. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang chứng như điện thoại di động, laptop, dây chuyền và xe máy. Qua trích lục đại dương sơ, nhân siêu nhân có 2 tiền án, 3 tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Ngày 5 tháng 6 năm 1998, đối tượng bị công an thị làng Mạc Bạc Bẻo Liêu cầm về tội trộm cắp tài sản, bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Bẻo Liêu ra quyết định cưỡng bức công sức 12 tháng. Ngày 1 tháng 9 năm 2002 bị công an thị làng Mạc Bạc Bẻo Liêu cầm về tội trộm cắp tài sản. Ngày 6 tháng 4 năm 2007 bị công an quận Bình Thạnh cầm về tội trộm cắp tài sản. Ngày 29 tháng 6 năm 2010, nhân bị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vào trung tâm giáo dục 24 tháng và gần đây nhất là vào ngày 20 tháng 9 năm 2019, bị Công an phường Tân Phú, quận 9 xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, nhân là người đồng tính, mỗi khi có tiền từ hoạt động trộm cắp, đối tượng bao trai đến phòng trọ ngủ qua đêm. Riêng Dương Thị Sen có 1 tiền án và nhiều tiền sự về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ ma túy trái phép. Để có thêm chứng cứ xử lý các đối tượng, qua báo công an thành phố, công an quận Thủ Đức kêu gọi những ai từng là nạn nhân của băng trộm này hãy lập cập đến đội cảnh sát hình sự công an quận Thủ Đức trình báo và nhận lại tài sản mà công an đã thu đại diện. Hiện công an quận Thủ Đức tiếp tục truy cầm tất cả các đối tượng còn lại có liên quan đến băng ăn trộm do nhân siêu nhân cầm đầu để xử lý nghiêm trước pháp luật.